Thiên Kim cũng được đi chơi nè. Gần chưa Thiên Kim đi, wow, dồn láo liên, nhiều đồ đẹp quá hả? Wow, nhiều đồ đỡ trao quá hả? Discovery Town, wow, nhiều đồ trao quá. Thiên Kim ha, Thiên Kim là láo liên luôn. Đi chơi, đi chơi, đi chơi. Thiên Kim đi chơi nè. Chưa. Đấy. Quá trời đồ trao luôn. Chào, hôm nay bé đi chơi vui anh. Wow, hôm nay mình trời ấm mình được đi chơi ha. Rồi đi chơi, đi mấy chỗ? Đi nhiều chỗ luôn nha. Đang ngủ mà bé chơi đi chơi hả? Vui à. Sáng mình đi chơi vui không? Bé đi chơi vui không? Đi không? Đi chơi nha. Đi chơi nha. Đi không? Đi chơi không? Thấy cái gì cũng liếc vô mà đó. Ba đang viết phục vụ anh kêu nhà nhập tiêu. Anh say sóng. Chưa. Em là còn say xưa. Em thấy gì mà cũng vả. Wow. Cái vậy em? Cái vậy? Ok hả? Con đang cho mẹ ăn cái gì? Cho mẹ ăn gì? Pizza luôn hả? Wow. Ba ăn gì nữa? Ăn chung với mẹ ơi. Ba ăn nữa hả? Nam đi deliver cho pizza. Quá. Wow. Ăn cái này là lấy đồ mặc vô, có đồ cái này. Bao nhiêu pound, bao nhiêu ký? Mấy pound? 28 pound hả? Làm gì nặng dữ hả? Đâu, 28 chỗ nào đâu? Lại bà chi chứ, không biết được đọc lại bà chi chứ. Nói tiếng Việt với nhau thôi con. Suitcase là cái vali, kêu là cái vali. Quá nặng hả? Quá có máy bay được luôn thấy chưa? Thiên Kim đi chơi gì chung láo liên dồn này ha ha. Thiên Kim nó dồn dữ lắm cho nó đâu có tha. Đây này, đây nữa, có chỗ nào không ta? Có chỗ nào cho Thiên Kim này chơi không ta? Hả? Ăn làm lính cứu hỏa hả? Ui chứ, ăn làm lính cứu hỏa ai? À đây đây, để mày chỉnh. Fire truck hả? Xe cứu hỏa. Xa đứa mặc đồ vô rõ đẹp, không thích hả? Wow. Rồi, hết lửa rồi, giỏi dữ ta. Anh giúp con thôi. Radford Fire Department. Giúp con thôi. Engine number 4. Dài áo lại em, đưa đây mình dài cho. Đi chưa, ầm lên cứu quả kìa. Lái xe đi. Vi vu vi vu vi vu vi vu vi vu vi vu vi vu. Anh đang lái xe đi đâu vậy? Đi cứu hỏa. À,
Đưa ra cái áo lại nữa. Fire truck làm sao đâu? À, fire truck đâu? Nước đúng không? Ông nước. Thôi lại bấm số điện thoại đi. Lại bấm số điện thoại đi. Số máy đây. Bấm số máy đi. Số máy. Zero hả? Rồi bấm số 1. Đi mày ăn điểm 1 đi. 1 đâu? Rồi số 1 đâu? Bấm số 1 bạn nghe. Bấm số 1 nó mới gọi được. Bấm số 1. Số 1 đâu? Số 1. Rồi máy nữa. Số 2. Số 3. Số 3 đâu? Picnic rồi hả? Sở thú nè. À, nó làm một cái khu giống như là đầy đủ hết. Có bưu điện, có trạm thú y, có rạp chiếu phim, có quầy pizza, chữa cháy, có sân bay, có trường học, có công viên, có chỗ trực tiếp. Nó kêu là Discovery Town. Một thành phố thu nhỏ luôn. Hôm nay mình đi ăn gì? Hôm nay mình đi ăn gì hai đứa? Ăn nhiều đồ. Bà muốn đi nước rồi vậy. Có ít cheese. Bà muốn một cái double cheese sandwich cho. Wow. An muốn ăn gì không? An qua đây ăn không? Dạ đúng hả? An muốn ăn gì? Cái đấy cái gì? Ice tea. And watermelon. Ice cream. Bánh kem đúng không? Nói tiếng Việt vậy. Dược quang nè. Tiếng gì? Tiếng kem bút tay hả? Rút tay ra. Ai làm gì làm tôi ăn tay ngốc như vậy hả? Hử? Hử? Như anh bà già ẩm cho ông già quay cho ông già kẹp. Mẹ cho nè. Con gì kia nè, ăn con gì to quá. Bia hả? Có bia không? Ice tea. Ice tea thôi. À, ngon quá. Apple juice đâu? Bờ tía, ngồi xuống cho tía. Nào nhảy nhạc đi, nhảy đi. Việc nhảy cho em ấy trước Việc. Nhảy, ăn nhảy. Sư tử đâu, con nào sư tử đâu, chỉ ra coi thôi. Sư tử nó làm sao? Đâu, con gì đây, con gì chỗ đây? Con gì đây? Sợ con khỉ, ăn khỉ nó làm sao mà sợ? Ua gãi vậy hả? Nghiên cứu, hai anh em đang nghiên cứu một cái công trình nữa. Tôi nó đi chơi, nó mệt quá, nó ngủ rồi. Yeah.
người ta cũng có làm một cái chỗ cho bé chơi nè đó, trong khu đây là cho dành cho em bé dưới 18 tháng tuổi, có đồ chơi, có rào lại dành riêng cho con nít. À, bé ha, bé vô trong này bé nè, bé chơi. À, có đồ chơi cho bé nè, đồ chơi nè. À, bé có đồ chơi luôn hả? Ừ. Nhìn hả, có mèo gì đó ra mờ lắm. Chào. Hử? Bé chơi không? Chúng ta la vậy hả? Mèo nào? Bé thích cái nào? Hử? Bé thích cái nào đâu? Wow, đẹp không? Đẹp quá hả? Ồ, cái đấy hả? Thích cái đấy hả? Chụp, đứng, đang đứng lúc rồi đó mà nói chuyện nó biết nó la hả? Ai vậy? Ai kêu con vậy? Mẹ hả? Mẹ đứng... Wow, hoa thấy chưa? Hoa đẹp không? Hoa lan đẹp ha. Rồi, ăn đứng xuống đi nha. Đấy, người ta đi cua coi hoa lan. Wow, hoa lan. Con cá nữa. Ừ. Đâu? Lan nào mà ra? Con tròn vậy mà. Đâu, thứ màu này nè. Không, nó làm được nước. Ở trong đầu. Bữa giờ đây có cây tiêu mà đâu mất rồi ta, tiêu luôn rồi. Wow. Wow, Thiên Kim coi hoa lan mà sao ú rũ dữ Thiên Kim. Mẹ làm sao ăn? Cái mẹ có làm sao? Ý gì vậy hả? À, nước mát rất đúng nha. Nó đang phun sương á, tại vì nó phải phun sương cho nó có độ ấm á. Cái này nó nóng quá mà, nó nóng
nó hấp thụ vô á. Wow, cá ha, cá đẹp không? Hôm nay chủ nhật được đi chơi tha hồ. Đẹp không? Thế nào, anh thích không? Wow. Anh thích không? Dạ.